Anh vào hát ạ. Mời anh vào. Nguyễn, anh đã bị bắt. Ngồi xuống. Đưa tay ra sau. Sao lại bắt tôi? Không nói nhiều. Các đồng chí, giải đi. Đi. Thả tôi ra. Thế nào anh Nguyễn? Các ông trả thù người tố cáo như thế này thì hèn hạ quá. Anh tố cáo ai? Sao tôi không biết gì cả? Tôi chỉ biết có 3 cô gái. Họ khai rằng một tay anh điều hành bọn họ đi bán dâm để thu thuế. Các ông đừng có mà ngậm máu phun người. Con Huệ Mực nó cũng khai như vậy. Nó bảo anh một tay điều hành số cái đó, không liên can gì tới nó hết. Nó khai là việc của nó, còn đúng hay sai lại là chuyện khác. Vậy lúc bắt anh thu được đá trong người, anh giải thích tôi nghe xem sao. Thì khách đến chơi đánh rơi vào đấy, tôi nhặt được định mang đồ công an thì các ông ập vào. Cãi giỏi lắm. Rất hay. Cãi tiếp đi. Anh không biết là người ta đã dùng bằng chứng này để buộc tội anh hay sao? Anh không cần phải nhận làm gì cả. Thế thì các ông còn hỏi làm gì nữa? Sợ stress thôi. Dạ rồi. Văn nghệ chút thôi. Anh hỏi chú mày tí. Lúc chiều từ đây về, chú mày đi đâu? Sao? Có vậy mà không trả lời được à? Ở kìa. Trả lời đi chứ. Vào quán cà phê làm gì? Đợi ai? Thèm cà phê thì vào thôi. Đâu cứ phải có ai mới vào. Mà các ông hỏi chuyện đấy làm gì? Trả lời sớm đi, sẽ tốt cho chúng mày. Lần cuối nhé. Vào quán cà phê làm gì? Thôi đi, các ông đừng có hỏi chuyện ba lăng nhăng ấy nữa, vô ích thôi. Nể tình trước kia của ngành, chúng mày đừng giận với anh như vậy. No đòn lắm đấy. Để yên cho người ta sợ, đừng có dọa. Thằng Nguyễn trước là cán bộ ở đây, có làm đơn tố giác một số anh em trong đơn vị ta. Nội dung đang được xác minh. Tối hôm qua, nó bị hình sự bắt về tội chứa mại dâm. Chắc chắn nhiều việc sẽ được làm sáng tỏ từ đây. Trước khi có kết luận cuối cùng về đơn tố cáo này, tôi đề nghị mọi người không bàn tán, làm ảnh hưởng đến danh dự, tư tưởng và tinh thần làm việc của anh em. Vì rất có thể đây là một mưu hèn kế bẩn của một ai đó nhằm phá hoại nội bộ chúng ta.